Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ và thật thoải mái. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khoe trang trại siêu rộng, cần gì có đó, không thiếu thốn gì. Mùa dịch này tôi ở nhà chống dịch bằng những công việc thường nhật như cắt lông chó, nấu ăn cho mẹ, cho chồng, rồi hưởng thụ quanh khu vườn này, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nói. Mới đây trên kênh YouTube của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi thăm khu vườn tiền tỷ của mình tại khu gia trang riêng. Được biết vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã thực hiện nghiêm túc lệnh cách ly trong 15 ngày cách ly tại nhà. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và gia đình chuyển đến gia trang này để ở, cô nói. Trong mùa dịch phải cách ly 15 ngày, cả gia đình tôi đều ở trên gia trang này, mọi thứ đều rất vui và đầy đủ hết, không thiếu thốn bất cứ cái gì. Gia trang của gia đình nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân có diện tích rộng cả ngàn mét vuông, với đầy đủ vườn tược, suối chảy, non bộ, hồ cá. Chúng được xây dựng như một khu sinh thái khép kín, nên cả gia đình nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cần gì có đó, lại vui chơi, nghỉ dưỡng, được ngay bên trong, không cần phải ra ngoài. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân hào hứng chia sẻ. Ở nhà này thích trái cây gì, rau quả gì, tôi đều ra vườn hái, là có hết. Cứ ăn xong, thích lại ra hái tiếp, thích lắm. Toàn bộ trái cây nhà tôi trồng đều không thuốc, thích ăn quả gì đều ra vườn hái được ngay, ăn xong mà thích lại ra hái tiếp. Khu vườn nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân có rất nhiều loại cây ăn quả và rau củ khác nhau, giúp gia đình có nguồn thực phẩm sạch dồi dào trong những ngày tự cách ly. Trong clip, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khoe với khán giả hai cây mận trĩu quả do ông xã Tuấn Anh trồng, một cây đực và một cây cái. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chỉ việc với tay lên là hái được quả rồi ăn luôn và tấm tắc khen ngọt, không thua gì mận trong siêu thị. Cô nói, mận này ăn ngọt khủng khiếp, mọc ngay trong tầm của mình, đưa tay ra là vặt được. Tiếp đó cô giới thiệu sang hàng loạt cây ăn trái khác trong khu vườn như cóc, mít, xoài cát, ổi. Cây nào cũng xum xuê, sai quả, chỉ cần với tay là vặt được, ăn rất ngọt. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân suýt xoa. Cóc thì tôi hái làm gỏi ăn rất ngon, còn mít nhà tôi ngon đến tàn canh, ngọt đến mức sơ cũng ngọt như đường phèn. Ổi cũng ngon đến khủng khiếp, trái ngọt, hột mềm. Tôi không hiểu ông xã tôi kiếm đâu được những giống cây ngon thế này. Không chỉ có cây ăn trái, khu vườn nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn trồng nhiều loại rau như mùng tơi, xà lách, khoai lang, giúp cô không phải đi chợ trong mùa dịch. Ông xã Tuấn Anh rất tâm lý nên làm riêng cho Hồng Vân một chiếc xích đu ngay dưới gốc phượng đang trổ hoa, giúp cô thư giãn mỗi ngày. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái trong những ngày tự cách ly, cô chia sẻ. Tôi lên đây chủ yếu vì khu vườn này. Mùa dịch này tôi ở nhà chống dịch bằng những công việc thường nhật như cắt lông chó, nấu ăn cho mẹ, cho chồng, rồi hưởng thụ quanh khu vườn này. Ở đây tôi cần gì có đó, thèm cá thì câu cá, thèm trái thì có trái. Tôi mong mọi người cố gắng qua được mùa dịch này một cách ngoạn mục. Chúng ta hãy cùng nắm lấy tay nhau để chống dịch. Phía dưới clip, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với cơ ngơi và sự viên mãn của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Được biết, khu gia trang này được xây dựng trong thời gian khá lâu bởi một tay diễn viên Tuấn Anh, chồng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nó có diện tích cả ngàn mét vuông và giá trị hàng chục tỷ đồng. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân dùng gia trang này làm nơi thư giãn cho cả gia đình trong những ngày cuối tuần và hiện tại là lấy làm nơi cách ly. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức.